chào các bạn. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2018, chúng ta lại có mặt ở đây trước văn phòng của Nghị viện châu Âu tại Berlin, ngay tại quảng trường trung tâm thủ đô Berlin. Và từ đây đến nơi công viên Kathen, nơi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc cũng không xa, chỉ cách đây khoảng 1.000m nếu chúng ta nhìn ở phía bên phải. Tại đây, công dân của Đức có thể tìm hiểu, đặt câu hỏi về các hoạt động, cơ chế vận hành của Nghị viện châu Âu đặt tại Bruxelles, Bỉ. Và trong thời gian vừa qua, đặc biệt tại nhiệm kỳ trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo dưới quyền đã thành công trong việc đàm phán với châu Âu một hiệp định rất quan trọng, đó là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, viết tắt là FTA. Hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ Quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU khi được thực hiện và sau khi ký kết thì có thể giúp cho GDP, tức là tổng thu nhập trong nước của Việt Nam, tăng thêm từ 10 đến 15% so với hiện nay. Ngoài ra, FTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng từ 30 đến 40% và nhập khẩu từ EU vào Việt Nam tăng từ 20 đến 25%. Nhưng nay việc Việt Nam bất ngờ từ chối hai nhân viên chức cấp cao về nhân quyền của thế giới nhập cảnh vào Việt Nam để dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới VEF về Asia, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018. Đây là một cú sốc với các ủy viên của Ủy ban Nghị viện châu Âu. Điều này đã là một minh chứng rất rõ ràng với thế giới về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam thực sự là đang tồi rất tồi tệ. Việc cấm lãnh đạo nhân quyền quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đã tác động đến tận châu Âu. Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, EU đã đàm phán xong với Việt Nam, hiện nay đang chờ Quốc hội châu Âu phê chuẩn. Đương nhiên, việc bắt giữ bà Deepti Sotlat đã chứng minh một lần nữa rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn không thể chấp nhận được. Nữ chủ tịch khối Đảng Xanh tại Quốc hội châu Âu Ska Keller nói với tờ báo TASS như vậy. Bà nói thêm, một vấn đề quan trọng là không có các đánh giá tác động nhân quyền nào được thực hiện cho Hiệp định Thương mại Tự do này. Ngay cả thanh tra viên của Liên minh châu Âu, EU cũng đã kết luận rằng sự thiếu sót này thể hiện một tình trạng xấu. Ngay khi khai mạc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới VEF về Asia được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018, nhà nước Việt Nam đã từ chối không cho lãnh đạo hàng đầu của hai tổ chức nhân quyền quốc tế nhập cảnh để tham dự diễn đàn này. Hôm 9 tháng 9 năm 2018, bà Deepti Sotlat, Tổng Thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, viết tắt là FIDH, bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam và bị giam giữ tại sân bay Nội Bài cho đến khi bị trục xuất. Hôm sau, ngày 10 tháng 9 năm 2018, ông Manila Pipler, Giám đốc cấp cao điều phối toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, viết tắt là AL, cũng bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam. Mặc dù trong chương trình, ông Pipler sẽ có một bài thuyết trình về sự đa dạng và đa nguyên, Ban Tổ chức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới VEF đã liên lạc với chính phủ Việt Nam và được trả lời rằng visa của ông Pipler đã bị liệt vào danh sách cần phải từ chối. Diễn đàn Kinh tế Thế giới VEF về ASEAN 2018 với chủ đề ASEAN 4.0 tinh thần doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư được Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 9 năm 2018. Theo báo chí trong nước thì đây là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2018. Còn phản ứng của quốc tế thì sao? Cả hai tổ chức đều lên án từ việc từ chối nhập cảnh. Trong một thông cáo báo chí, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra thông tin đây là một minh chứng cho một chiến dịch đàn áp tự do biểu đạt của Việt Nam do chính quyền nước này đang thực hiện. Tổng thư ký Ân xá Quốc tế AE, ông Kumi Naido tuyên bố, chúng tôi phản đối quyết định này bởi nó nhằm bóp nghẹt tiếng nói của một người đã có đồng công đóng góp thường xuyên đối với diễn đàn Kinh tế Thế giới, người đã mang lên và lên tiếng cho nhân dân, cho nhân quyền ở mức độ cao nhất trên toàn thế giới. Điều này xảy ra trong bối cảnh quyền tự do biểu đạt đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Việt Nam. Bà Deepti Sotlat, Tổng Thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, cho hay bà đã bị giam giữ suốt 13 tiếng đồng hồ tại sân bay Nội Bài tại Hà Nội trước khi bị trục xuất về Kuala Lumpur. Bà phát biểu, dù sao đi nữa, sự bất tiện của tôi đang phải chịu đựng không là gì so với các cuộc tấn công vào báo chí và những nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Tôi đã hy vọng rằng việc Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới VEF có uy tín sẽ giúp cho họ nhận ra rằng đa nguyên, nhân quyền và tự do là cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Nhà hoạt động có tiếng trên thế giới Malaysia đã cho hay như vậy. Trả lời BBC, ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, bình luận rằng thông qua việc này, bản chất đàn áp của chính quyền Việt Nam đã được phơi bày đầy đủ. Và ông nhấn mạnh, Liên minh châu Âu nên nói với Việt Nam rằng sẽ không có bước tiếp theo nào trong việc phê chuẩn sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định Thương mại Tự do EU
cho đến khi Hà Nội chấm dứt làn sóng đàn áp này và cải thiện đáng kể hồ sơ nhân quyền của mình, ảnh hưởng xấu đến Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam sau việc trục xuất hai nhà hoạt động. Việc cấm lãnh đạo nhân quyền quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam có tác động đến tận châu Âu. Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu đã đàm phán xong với Việt Nam, hiện đang chờ Quốc hội châu Âu phê chuẩn. Theo thông tin từ khối Đảng Xanh của châu Âu, việc phê chuẩn này dự trù sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2019, tức là sau khi cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra. Đương nhiên, việc bắt giữ bà Diepkle Soát đã chứng minh một lần nữa rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn không thể chấp nhận được. Nữ chủ tịch Đảng Xanh tại Quốc hội châu Âu Ska Keller nói với tờ báo Tass như vậy. Bà cho biết thêm, một vấn đề quan trọng là không có đánh giá tác động nhân quyền nào được thực hiện cho Hiệp định Thương mại Tự do này. Ngay cả thanh tra viên của Liên minh châu Âu cũng đã kết luận rằng sự thiếu sót này có thể hiện một tình trạng xấu. Bên cạnh đó, tổ chức nhân quyền Veto cũng đã có ý kiến. Đây là một tổ chức có trụ sở tại bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức, đã thực hiện một đánh giá tác động đối với việc này. Sau đó, họ đưa ra kết luận rằng Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam có thể làm trầm trọng thêm các tranh chấp về thu hồi đất ở Việt Nam, với lý do vì nhà nước Việt Nam sử dụng đất như là một phần góp vốn cho các dự án đầu tư, nên việc hàng trăm ngàn gia đình mất đất, mất nhà cửa và mất đất đai của họ qua các dự án phát triển đô thị đáng ngờ và đầy tham nhũng. Cũng chưa rõ Việt Nam trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do có phải thực hiện tất cả các công ước của cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nhằm bảo vệ cơ hội bình đẳng trong thương mại tự do hay không. Ban đầu Liên minh châu Âu yêu cầu điều này, nhưng hiện nay hình như đã bị Việt Nam lờ đi. Đó là ba công ước của ILO mà Việt Nam chưa phê chuẩn, bao gồm Công ước về quyền tự do hiệp hội và đảm bảo về quyền được tổ chức, Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đây là những điểm nhạy cảm đối với Việt Nam. Cuối cùng, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đưa về Hà Nội cũng là một vấn đề làm cản trở Hiệp định Thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Các bạn vừa xem phần tường trình của Trung Hoa thời báo chấm DE tại văn phòng Nghị viện châu Âu ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Vâng, chào các bạn, ngày hôm nay mùng 9 tháng 9 năm 2018, chúng ta lại có mặt ở đây ở trước cửa đại sứ quán của Cộng hòa Ba Lan tại Berlin. Và cho tới nay thì Ba Lan bắt đầu bị liên quan về vấn đề bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, đó là việc chính phủ Slovakia vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 đã dùng một quyết định và xin giấy phép bay qua không phận Ba Lan một cách bất hợp pháp. Đó là việc sau khi báo chí Ba Lan đã bắt đầu được đưa tải, cũng như bên Slovakia đưa tải những thông tin mới nhất về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia, ông Kalinak, đã dùng cái chức danh của mình để nói rằng chiếc máy bay bay qua không phận Ba Lan vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 là của chính phủ Slovakia và chở đoàn của công tác của Bộ Nội vụ Slovakia bay qua đó với tên ông Kalinak. Nhưng thực tế sau khi xác minh lại thì việc này đã không phải đúng như thế, mà trên chiếc máy bay này là gồm có danh sách 12 người cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, trong đó ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an đã ngồi trên chiếc máy bay này. Và những cái thông tin tiếp theo của báo chí Slovakia đăng tải cũng như phía Đức đăng tải sau khi lấy lời khai của những cái nhân chứng là những cán bộ cảnh sát đi theo đoàn tùy tùng để áp tải ông, một cái người rất giống ông Trịnh Xuân Thanh, lên chiếc máy bay của Slovakia và bay từ Bratislava vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 sang Moscow và sau đó đã được đưa vào Việt Nam. Slovakia lừa Ba Lan cho Tô Lâm mượn máy bay chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga. Bộ Nội vụ Slovakia đã đệ đơn cho phía Ba Lan ngày 25 tháng 7 năm 2017, yêu cầu cho phép chuyên cơ của chính phủ Slovakia bay ngang qua không phận Ba Lan. Nhưng đơn này đã được sửa vào giờ chót, đúng vào ngày bay, tức là ngày 26 tháng 7 năm 2017. Đơn sửa đổi này ghi rõ rằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia chở Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó là ông Robert Kalinak đi công tác ở Nga. Hôm thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018, báo chí truyền thông Slovakia đã đồng loạt đưa tin về chuyên cơ của chính phủ Slovakia được cho là đã được sử dụng để chở Trịnh Xuân Thanh ra khỏi EU. Tờ báo mạng Topsky chạy một hàng tít, một bước ngoặt mới trong vụ bắt cóc người Việt Nam, thay đổi kế hoạch kỳ lạ vào ngày khởi hành, Kalinak đi công tác bay sang Nga. Tờ TA3 đưa tin với tựa đề Slovakia đã lừa dối Ba Lan trong vụ bắt cóc một người Việt Nam. Bản tin nêu rõ, nhà chức trách Slovakia có lẽ đã lừa dối đồng nghiệp của họ trong việc xin giấy phép cho chuyên cơ của chính phủ bay ngang qua không phận Ba Lan, mà trên máy bay đó được cho là có một người Việt Nam bị bắt cóc. Bài tường thuật của tờ báo mạng Novis đưa tiêu đề Ngoại trưởng Kalak xác nhận Bộ Nội vụ Slovakia khai báo với phía Ba Lan rằng Bộ trưởng Kalinak bay trên chuyên cơ của chính phủ.
Bài báo cũng nhấn mạnh trong vụ một công dân Việt Nam bị bắt cóc, sự kiện mới được phát hiện vào giờ phút cuối. Slovakia đã đổi yêu cầu của mình để bay ngang qua không phận Ba Lan và nói rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kaliňák có mặt trên chuyên cơ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Miroslav xác nhận như vậy sau khi trả lời câu hỏi của các thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cộng hòa Séc. Các đảng đối lập ở Slovakia nói chúng ta đã bị lừa dối Ba Lan và chúng ta đã phá vỡ lòng tin. Chúng tôi xin gửi tới các bạn bản tin tổng hợp tiếp theo của báo chí châu Âu về phát hiện mới này. Bộ Nội vụ Slovakia đã đệ đơn cho phía Ba Lan ngày 25 tháng 7 năm 2017 yêu cầu cho phép chuyên cơ của chính phủ Slovakia bay ngang qua không phận Ba Lan, nhưng đơn này đã được sửa vào giờ chót đúng vào ngày bay, tức là ngày 26 tháng 7 năm 2017. Đơn sửa đổi này ghi rõ rằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia chở Bộ trưởng Nội vụ lúc đó là ông Robert Kaliňák đi công tác ở Nga. Đó là tóm tắt nội dung chính yếu văn bản trả lời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Miro gửi cho Ủy ban Quốc hội của Cộng hòa Séc hôm 31 tháng 8 năm 2018. Cách đây 3 tuần, trong phiên họp ngày 8 tháng 8 năm 2018, nghị sĩ Martin Klus thuộc đảng SAS, thành viên của Ủy ban này, đã nêu ra lập luận rằng khi chuyên cơ của chính phủ Slovakia bay qua không phận Ba Lan, thì theo luật hàng không Ba Lan, trong các trường hợp là chuyên cơ quốc tế, cấp chính phủ hay yếu nhân khác trên cơ sở thỏa thuận ngoại giao, Bộ Ngoại giao Slovakia có trách nhiệm phải khai báo ý định thực hiện chuyến bay với Bộ Ngoại giao Ba Lan vào thời hạn tối thiểu là 10 ngày trước chuyến bay. Trong đó phải nêu rõ mục đích chuyến bay và mọi thông tin quan trọng về kế hoạch bay trên không phận Ba Lan. Sau đó, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cộng hòa Slovakia đã yêu cầu Bộ Ngoại giao trả lời các câu hỏi. Về câu hỏi, cơ quan thẩm quyền nào của Slovakia đã yêu cầu bay qua không phận Ba Lan và liệu có tuân thủ thời hạn 10 ngày hay không? Ngoại trưởng Kaliňák trả lời rằng Bộ Nội vụ Slovakia đã làm đơn, làm hồ sơ xin giấy phép bay qua không phận Ba Lan. Nhưng nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao Slovakia không phải là xác minh toàn bộ hồ sơ, mà chỉ là chuyển giao đề nghị cho đối tác Ba Lan, ông Kaliňák giải thích. Phù hợp với thực tiễn ứng dụng và quy tắc có đi có lại, thời hạn gửi đơn xin giấy phép bay qua không phận Ba Lan, tức là 2 ngày làm việc trong tuần trước chuyến bay. Đơn xin cho chuyến bay được đề cập đến đã được gửi cho phía Ba Lan vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Hôm sau, một đơn xin sửa đổi đã được gửi cho bên Ba Lan vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Chuyến bay diễn ra cũng vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Đột ngột thay đổi mục đích chuyến bay, Bộ trưởng Kaliňák đi công tác qua Nga. Về câu hỏi mục đích của chuyến bay và tất cả những thông tin quan trọng khác liên quan tới kế hoạch bay qua không phận Ba Lan, bao gồm cả số lượng, tên họ, khách chuyến bay, Ngoại trưởng Kaliňák cho biết đơn xin bay quá cảnh có mọi thông tin cần thiết nhưng không phải đưa ra danh sách của tất cả các thành viên của đoàn, chỉ cần nêu tên người dẫn đầu chủ yếu. Trong đơn yêu cầu xin giấy phép để bay qua không phận Ba Lan của vụ hàng không nội vụ Slovakia với hồ sơ số EU4130-2017 mà Bộ Ngoại giao Slovakia tiếp nhận thông qua Đại sứ quán ở Warsawa để chuyển cho phía Ba Lan, mục đích được nêu ra là chở Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhưng chỉ một ngày sau đó và đúng vào ngày bay, vụ hàng không, Bộ Nội vụ Slovakia đã sửa đổi lại mục đích chuyến bay nêu trên và ghi là chở Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Slovakia cùng phái đoàn đến Nga công tác. Trả lời chất vấn rằng trong số những người trên chuyến bay có tên Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó là ông Robert Kaliňák hay không, Ngoại trưởng Miroslav trả lời đơn sửa đổi là do Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Slovakia thực hiện. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cộng hòa Slovakia sẽ mời Ngoại trưởng Miroslav đích thân tới tham dự phiên họp gần nhất của ủy ban này hầu làm sáng rõ sự việc. Với thông tin tiếp theo, giải thích của phía Việt Nam được cho rằng không thỏa đáng. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Miroslav đồng thời nhấn mạnh lại lập trường của Slovakia rằng kết luận của cơ quan điều tra Đức về liên quan của Slovakia vào vụ bắt cóc một công dân Việt Nam là nghiêm trọng và Slovakia nghi ngờ sự chân thực của những thông tin mà cho tới nay phía Việt Nam cung cấp cho Slovakia. Điều này gây căng thẳng cho mối quan hệ Slovakia-Việt Nam. Trong hai phiên vào ngày 3 và 16 tháng 5 vừa qua, Slovakia đã yêu cầu phía Việt Nam giải thích rõ Trịnh Thanh Thanh đã ra khỏi khu vực Schengen và EU bằng cách thức này thế nào. Nhưng những giải thích của phía Việt Nam được chúng tôi đánh giá là chưa thỏa đáng. Ông Miroslav viết như thế và đồng thời lưu ý là cho tới khi nào Hà Nội chưa đưa ra giải thích thỏa đáng thì Slovakia chưa tái lập quan hệ cấp đại sứ, nghĩa là không bổ nhiệm đại sứ Slovakia tới Việt Nam. Và bản tin tiếp nữa nói về việc cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák nói Việt Nam lợi dụng dòng hiếu khách của Slovakia. Trước đây, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kaliňák luôn tuyên bố không biết gì và không liên quan gì đến vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh cùng những câu thanh minh của ông ta trên mạng và với hội đề tên của Trịnh Nhân Thanh không có trong danh sách khách bay trong chuyến bay mà chính phủ Slovakia đã cung cấp cho Việt Nam. Không có bệnh nhân nào được chuyển trên máy bay hoặc có ai bị trói hoặc có cử động bị hạn chế theo bất kỳ cách thức nào. Giờ đây, sau khi văn bản trả lời của Ngoại trưởng Miroslav được công bố, cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák đã lập tức viết trên Facebook khác với những lần trước. Lần này, ông ta không khẳng định
như đinh đóng cột là Trịnh Xuân Thanh không hề có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia, và ông viết rằng rất có thể đây là một sự lợi dụng lòng hiếu khách của chúng tôi. Ba Lan sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước này đã trở thành một quốc gia vệ tinh đi theo chủ nghĩa cộng sản của Liên bang Nga Xô Viết với cái tên gọi là Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Nhưng mà tới năm 1989, cuộc bầu cử bán tự do đầu tiên tại Ba Lan thời hậu chiến đã chấm dứt cái cuộc đấu tranh tự do của công đoàn đoàn kết khi phong trào này đánh bại những người cầm quyền cộng sản, và cũng đồng thời chấm dứt cái việc những người cộng sản đã cầm quyền ở đây. Nền Cộng hòa Ba Lan thứ ba hiện tại đã được thành lập vài năm sau khi hiến pháp mới ra đời vào năm 1997. Và đến năm 1999 thì Ba Lan chính thức gia nhập NATO để có thể giúp Ba Lan bảo vệ lãnh thổ trước cái nguy cơ của những nước xung quanh, đặc biệt là phía Nga. Và năm 2004 thì Ba Lan tham gia vào Liên minh châu Âu, và từ đó cho đến nay Ba Lan luôn luôn duy trì nhiều đảng phái khác nhau, và những cái người mà thuộc đảng cộng sản của nước này không thể có điều kiện và có cơ hội để nắm quyền được nữa. Ba Lan là những nước trước đây đã theo thể chế cộng sản, và họ rất biết về việc những cái người cộng sản đó đã có cái tác hại như thế nào đối với cái thể chế dân của họ. Và cho đến lần này, sau khi Bộ Nội vụ của Slovakia đã mượn danh của mình để dùng chiếc máy bay để chở những cái 12 người cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, trong đó có người được cho rằng là ông Trịnh Xuân Thanh ở trên chiếc máy bay này, thì đây là một cái sự lừa dối rất rõ ràng đối với Ba Lan. Và chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến tiếp tục những cái thông tin, những cái luồng dư luận và những cái chính sách mới của Ba Lan đối với Việt Nam khi Việt Nam đã thông qua Slovakia để lừa dối họ. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tường thuật của Trung Khoa Thời báo .de từ Cộng hòa Liên bang Đức, Berlin, ngày 9 tháng 9 năm 2018, và hẹn gặp lại các bạn vào lần tường thuật lần sau. Và xin chào các bạn.